Ok, hello. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh Thợ Xây của mình nhá. Hôm nay tiếp tục chia sẻ kỹ năng anh em cách làm sao để đắp được cái phao lồi ở mày và tiền. Anh em qua kênh mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đăng ký kênh anh em nhá. Thank you.
Ok anh em, video mình xin phép được tạm dừng tại đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Anh em nào mới qua kênh mình, nhớ để lại cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một like, một bình luận kênh. Nếu thấy video hay và ý nghĩa thì nhớ chia sẻ theo người thân và bạn bè cùng theo dõi nhá. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nhớ đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video em phát hành ra sớm nhất. Đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Đăng ký kênh nhá.